Ok anh em, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Hello anh em, thì trước mắt anh em có thể thấy ra đây chính là cái kênh Sĩ Kẹo của mình đây. Chia sẻ tâm sự thật lòng với anh em luôn. Ngày hôm nay bị tắt kiếm tiền, mình chả hiểu tại sao. Có lẽ là do mình làm video xạo lìn quá nhiều anh em ạ. Làm video xạo lìn chắc là nên YouTube nó ghét, nó tắt mẹ kiếm tiền rồi. Đây, cuộc sống đừng anh em là bảo tôi giàu làm gì cả. Chả giàu tí nào anh em ạ. Cuộc sống mình ăn nước lọc. À quên, đùa. Cuộc sống mình ăn bánh mì uống nước lọc là có thật, mình không phải đùa nha anh em. Kiếm tiền, tài khoản này đã bị tắt kiếm tiền. Kiểu như là sáng dậy mình file vào lời anh em ạ, tôi ổn. Sáng dậy mở YouTube ra, làm video cho anh em xem, phát hiện ra một câu: tài khoản này đã bị tắt kiếm tiền. Hiện tại thì bên YouTube mình chả hề kiếm được một đồng nào cả. Sáng ra kiểu dậy phan đi vãi nồi ra, mình chợt nhận ra là cuộc sống này nó mất mẹ màu hồng rồi, nó thành cuộc sống màu đen rồi không ạ. Đèn YouTube đã bình thường đã ít rồi, chả ai xem cả. Làm nội dung hài hước cho anh em phát hiện ra quần què. Sáng dậy quả kiếm tiền to đùng đập vào mặt, không thể kiếm được tiền. Cho anh em xem về cái mục trình quản lý video. Được rồi nhá, một quà sáng sớm đến từ YouTube, cực vui cực mạnh. Anh em có thể nhìn thấy ở đây là tình trạng video công khai này. Đây, tiền ấy không đủ điều kiện tham gia kiếm tiền, nên nó gạch chéo một loạt luôn. Kiểu như là gạch chéo như kiểu là wow, kiểu như ra hạn không ạ, gạch chéo một loạt luôn. Wow, ai khóc nỗi đau này, ai khóc nỗi đau này. Cuộc sống của người không có tiền của thật. Thế đây là các cháu ơi, đừng ai bỏ chú giàu nha. Đây này, tất cả video đây, tắt kiếm tiền, tắt kiếm tiền, tắt kiếm tiền. Được rồi nhá, không câu giờ với anh em nữa. Bây giờ là tiếp tục chơi game thôi anh em ạ. Câu giờ với anh em tầm này làm gì nữa. Mua nick Free Fire lên quân, tới ngay sucsikẹo.vn đền bù 100% với tài khoản lỗi. Hôm nào anh em mình đi Trần Duy Hưng rảnh ngố không? Thôi em ạ. Úi dồi ôi, Trần Duy Hưng chỉ dành cho những đứa độc thân, gọi là tìm kiếm những chị gái em gái. Đấy, chị gái em gái mưa thôi. Còn chú là chú có người yêu rồi con ạ. Trần Duy Hưng cái gì? Trần Duy Hưng để người yêu chú vả chú bốc chết mẹ nha mày. Quá chừng tao nhà mày đấy. Thôi chú sợ lắm con ạ. Chú là chú không có Trần Duy Hưng, Trần Duy Hiếc gì nha con ơi. Cuộc sống của chú lành mạnh, người ta gọi là cuộc sống healthy and balanced gì đấy. Má và đấm tay chết mẹ đi anh em. À mình không escala, mình không escala. Vãi nồi, mình không escala, chạy. Run now, run away. Ui, thôi anh ơi. Thôi tha em. Ui, ui, ui. Thôi. Anh ơi, tha em. Tha em anh ơi. Má mày con lợn. Má mày, mày chơi bố mày đấy à? Bố mày lại sợ mày quá cơ. À có chó lợn. Yeah. Đã bảo mày không tuổi chứ cơ mà. Cách đây vài giây nhá, nó đã còn hành mình, bây giờ mình hành lại nó cho nó sợ luôn này. Chẳng qua là mình chưa có súng thôi. Ui dồi, mặc cái áo xong cái giáp che hết miệng luôn cái áo. Chả biết áo Alok cái gì, áo khuyến mãi như này. Đúng là đồ khuyến mãi thì chả bao giờ ngon cả anh em ạ. Thôi, đấy là cái thực trạng về đồ khuyến mãi hiện nay rồi. Thật ra là anh em đồ khuyến mãi thì cái đồ nào nó cũng như quần què à. Tôi không phải nói là tất cả đồ khuyến mãi đều như quần què, nhưng mà hầu như là đồ khuyến mãi thì nó như quần què sẵn rồi anh em ạ. Nào, người đâu? Nào, các cháu ơi, chú đây rồi, A nó ở trên tầng. A này. Này, anh yêu, em muốn ăn chai lựu. Ok em yêu, mày đứng cửa mà canh này. Ok em yêu, đứng cửa mà canh. Mày cứ đứng cửa mà canh bố mày đi, mày hơi sai lầm với chú rồi nha. Hả? Nghĩ sao? Lại một thằng nữa lên à? Mày lên đây. Bây giờ là tao sẽ thế chỗ thằng kia nha. Ok. Ok con dê này. Yeah. Úi dồi ôi, thử đứng cửa giống thằng kia và cái kết ăn mạng nó easy luôn anh em ạ.
Mình là mình chỉ thử đứng cửa thôi anh em ơi, chứ mình không chơi đứng cửa nhá. Ngon quá nhờ. Nghe có vẻ mùi đơn giản, cực kỳ easy. Người ta gọi là dễ chơi, dễ trúng thưởng. Đấy, kiếm mạng cực kỳ easy, chả hề khó khăn một tí nào cả anh em ạ. Đúng rồi, mua cái bộ khủng long 370k xong là giặt mất miệng 50k, mình vẫn cay tiệm giặt. Và đó là lần cuối cùng mình giặt ở cái tiệm giặt đó luôn anh em ơi. Mình sẽ từ luôn cái tiệm giặt đấy. Nó giặt cho mình bộ đồ khủng long mà nó lấy tận 50.000. Wow. Chỉ còn là cắt cổ vậy. Vãi nổi. Thề luôn, tiệm giặt cắt cổ là có thật. Thôi được rồi, qua đây. Đốt mẹ tiệm giặt. Đấy đi chú, bồ lao anh cam. Gắt thật. Đốt tiệm giặt cơ. Ghê à nha con. Ui dồi ôi, chú lại sợ con quá. Ở đây toàn mấy fan manh động. Ui dồi ôi, người ta gọi đấy là chất con ạ. Thôi, chú là chú không đốt tiệm giặt đâu con đây. Thôi, lần sau anh em, đấy là lần cuối. À làm gì có lần sau. Đấy là lần cuối là tôi giặt ở tiệm giặt đấy rồi anh em ạ. Sẽ không còn lần sau đâu nhá. Anh em lại bảo đốt mẹ tiệm giặt đi thì thế có vẻ hơi bị gát. Úi dồi, đúng là con trai của ta. Ơ tự nhiên vào đây có đứa love view chú kẹo. Úi dồi, chú có người yêu rồi, mày có chừng người yêu chú nhá. Người yêu chú nó sẽ xé xác con ấy con ạ. Tèo tèo. Tự nhiên vào đây love view chú kẹo. Giật hết cả mình. Chú nhà ở Cầu Giấy, nếu bắt xe ôm qua thì cũng mất 10.000. Đấy, chú ở nhà... À quên, đùa. Chú ở Tam Trinh con ạ. Cầu Giấy đâu mà Cầu Giấy. Chẳng qua là chú hát cái bài anh nhà Cầu Giấy cho nó vần vần thôi. Mà thật ra là chú hát như quần què. Kiểu gì chúng mày lại bảo là chú im mẹ mồm lại đi, đúng không nào? Làm sao mình lại ngáo thế hả anh em, cho nó dãi nhau ngay ở trên này. Lên vả cho nó anh em. Đi bộ, đi bộ, đi bộ. Đi bộ cho nó lành thề. Tầm này xe cộ gì nữa anh em. Xe cộ gì nữa anh em ơi. Lên 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 lên. Má mày, làm sao chúng mày solo với nhau ở đâu? Đây rồi, bong keo đây rồi. Thế là người ở dưới. Nó đang chạy dưới, nó đang chạy dưới. Kiểu gì cũng vậy, kiểu gì cũng vậy. Mày có chừng tao nhờ mày. Đâu rồi? Đây rồi. Ui, nó dựng bong keo này, hay quá nhở. Khá quá nhở. Ui dồi ôi, mày nghĩ sao vậy con ơi. Con lợn nào nó có giảm thanh đấy nhở anh em nhở. Má nó. Mày ở đâu? Mày bắn ở đâu thế? Tao cho mày đi đái luôn. Ơ nó lại hỗn láo thế nhở. Mày hỗn láo thế nhở. Má mày. Bố mày có 12 bông keo nha. Bố mình có 12 bông keo nha. Yes. Phóng lựu hả mày? Mày tưởng mày ngon hả mày? Mày tưởng mày có phóng lựu mày ngon à? Ngon thật không? Không tuổi, hiểu không? Nghĩ sao? Ui dồi ôi, bây giờ là chú phun đồ tím rồi nhá. Các con ơi, còn 9 thằng nữa. Ok. Người ta bảo là gừng càng già càng gay. Còn chú càng thức đêm thì càng bắn hay. Nghe có vẻ hợp lý nhỉ? Mày đứng lại. Gừng càng già càng cay. Còn chú càng thức đêm càng bắn hay nha các con. Đúng rồi. Lên xe nào. Các cháu có hiểu không? Các cháu hiểu không? Chắc chắn là các cháu hiểu phải không nào? À đây rồi, đi rồi. Có cái thùng dầu. Má đã bắn phi đạn rồi. Bắn lại phi đạn rồi. Nó ngay đây. Vãi cả nồi. Ui, rát chống nổ ở châu thế. Châu thế. Rát một châu quá, các cháu ạ. Nó ăn cái mịa gì. Rát một châu bọt thôi rồi. Má mày. Lên bảng luôn cho nó nhanh. Lên bảng luôn cho nó sớm chợ này. Mày nghĩ sao mà tính chơi chú vậy. Ok. Đâu rồi. Ui dồi ôi, con xe mon tất chắc anh em chạy xuyên hàng rào luôn. Xoắn gì hả anh em? À, một đứa vừa lậm thính này. Nó xuống hòm thính thứ hai này.
Mày coi chừng tao như mày mày lượm cả hai ống thính luôn, nó lấy luôn bụi cỏ này, nó lấy luôn bụi cây này. Má mày. Má mày. Mày lấy luôn bụi cây hả mày? Bụi cây này mày hết máu mày lấy bụi cây mày chạy hả mày? Wow. Mày sai lầm rồi nha mày ơi. Ok ok ok. Ba đứa. Có lẽ có ba thằng thôi anh em. À đây rồi thằng tiếp theo. Thằng tiếp theo xin mời. Xin mời thằng tiếp theo nha. Mày làm gì ở đây? Lên bảng thế cho nó lẹ. Hai thằng nữa. Ok ok ok. Cơ hội chiến thắng của mình lúc này là 33%. Mày có chừng tắt nhà mày. Hình như ở đây có một đứa nữa. Đây rồi. Mày chạy đâu hả mày? Mày chạy đâu hả mày? Úi dồi ôi. À thằng kia bị hạ rồi, ôi vãi nồi. Ghê thế. Sợ thế. Chắc là mình lên trên thôi anh em. Sợ quá nhở. Ngồi đây. Bắn chết mẹ nó đi anh em. Wow, mày chạy này. Má mày. Yes. Wow. Quẩy thôi nào. Wow. Mày không tuổi với chú nha. Yeah. Nó không tuổi với chú các con ạ. Ok. Cứ phải gọi là ok con dê nhỉ. Ok con chó nhỉ. Ok con lợn nhỉ. Thêm bonus thêm ok con mèo luôn. Được rồi nha các con. 10 kill top 1. Bắt tay cái nhỉ. Cho nó rực rỡ nhỉ anh em nhỉ. Bắt tay nhỉ. Rực rỡ. 10 điểm. Về chỗ nhỉ. Yeah.